Titan X điều chỉnh kích thước bằng sắt có thể sử dụng hình ảnh từ kích thước 60x160cm đến 80x180cm như các bạn đang thấy trên video. Thân sản phẩm bằng nhôm kiểu mới đem lại cho ta cảm giác sang trọng hiện đại. Hai thanh đàn hồi phía trên bằng nhựa giúp căng hình ảnh. Sản phẩm khi tháo rời sẽ để gọn vào túi đựng chuyên dụng, nhỏ gọn, dễ di chuyển lắp đặt, đa năng trong việc sử dụng hình ảnh. Giá thành rẻ mà vẫn đủ công năng và chất lượng của một Stand X.